Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Trí Nội Thất 3D. Và hôm nay chúng tôi sẽ quay video này để hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể tự thi công cái sàn nhựa dán keo, sàn nhựa giả vân gỗ dán keo trên những bề mặt gạch hoa cũ, hoặc là những bề mặt mà các bạn có thể muốn nó thay đổi phong cách để trang trí thêm long lanh vào người nào. Để thi công nó được những tấm sàn như thế này như thế nào thì các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi hết video này để các bạn có thể tự thi công cho gia đình mình một tấm ván sàn nhựa giả vân gỗ siêu đơn giản. Chỉ trong vòng 1 đến 2 giây thì các bạn có thể thi công xong một tấm sàn nhựa giả vân gỗ. Và chúng ta cùng tiến đến khu vực thợ bên Trang Trí Nội Thất 3D đang thi công những tấm sàn này nha các mọi người nha. Xa xa kia thì là những anh thợ đang thi công, và chúng ta cùng tiến đến gần để xem những kỹ thuật đơn giản về cách thi công một cái tấm sàn này như thế nào. Thì các bạn hãy chú ý theo dõi những cái chi tiết để các bạn có thể tự thi công một cách đơn giản và hiệu quả nhất nha các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi, các bạn có thể nhìn thấy thì đầu tiên để làm được cái tấm sàn này, các bạn cần phải có một lớp keo trên mặt sàn để tăng thêm độ bám dính của tấm sàn này với cái mặt sàn cũ mà các bạn cần lát lên nha các bạn nhé. Sau đấy thì các bạn tiến hành bóc cái lớp giấy phủ phía sau của tấm sàn ra, và các bạn tiến hành dán vào sàn. Và các bạn nên chú ý cần phải căn chỉnh góc cạnh để sao tấm sàn nó có thể vuông thành sát cạnh và nó khít vào nhau nha các bạn nhé. Tiếp đến thì các bạn dùng cái búa cao su để các bạn gõ giữa tấm sàn nhựa và để cho nó có thể tiếp xúc chặt với bề mặt sàn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh giúp Trang Trí Nội Thất 3D để Trang Trí Nội Thất 3D có thêm những động lực để sản xuất những video mới nhất để gửi tặng đến quý vị và các bạn. Và các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những báo giá ưu đãi nhất từ cửa hàng nhé các bạn nhé. Và chúng ta cùng theo dõi những kỹ thuật thi công đơn giản của những anh thợ lành nghề bên Trang Trí Nội Thất 3D đang thi công nha các bạn nha. Đấy, rất là đơn giản luôn nha các bạn nhé. Và các bạn hãy đừng quên nhấn nút đăng ký kênh giúp Trang Trí Nội Thất 3D để chúng tôi có thêm những động lực để sản xuất những video mới nhất để gửi tặng tới quý vị và các bạn. Kênh em là Trang Trí Nội Thất 3D. Cái gì? Trang Trí Nội Thất 3D. Có lên có không? Lên là có. Triệu view. Đây là những cái kỹ thuật đơn giản để cho các bạn có thể tự thi công tấm sàn một cách đơn giản và không cần phải tốn nhiều chi phí thuê nhân công bên ngoài nha các bạn nhé. Rất là đơn giản luôn. Các bạn cần chú ý theo dõi thật cẩn thận và chi tiết để các bạn có thể làm theo đúng quy trình. Cái này nó tính theo lượt subscribe ấy, đăng ký. Tấm sàn này nó tuổi thọ của tấm sàn này nó sẽ phụ thuộc vào lớp keo. Chính vì thế thì các bạn khi thi công tấm sàn này thì các bạn cần phải có một loại keo chuyên dụng để tăng thêm độ bám dính của tấm sàn này. Nhưng mà xây một cái kênh vất vả lắm. Kênh đấy vừa có hơn 1.000. Nhưng mà 3 tháng vừa làm có 3 tháng. Thank you.
lần nữa thì các bạn hãy đừng quên nhấn nút đăng ký kênh giúp trang trí nội thất 3D. Và xin chào và hẹn gặp lại cho các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.